Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cái phần lên T game này riêng 3D. Lên T thì khi bạn lên cái level tương ứng thì bạn sẽ mở được thêm một ô lên T. Ở đây là mình mở được 3 ô. Thì ứng với mỗi cái level thì nó tên gọi nó khác nhau. Kiếm ý, hiệp cốt và đan tâm nè. Mình sẽ mở cái thằng kiếm ý của mình trước nè. Thì khi mà bạn có cái linh tơ cam á thì bạn sẽ coi cái dòng của nó nè. Cái thuộc tính cơ bản á của mỗi cái loại linh tê thì mình sẽ kiếm cái linh tê nào mà dòng ngon thì mình mới up. Như cái mình đang up thì nó có hai dòng nội công, dòng chính xác và dòng né. Còn cái bên tay phải á, level 1 á là kháng lôi chính xác né. Cái viên thứ hai của mình thì có hai dòng nội công, dòng né và dòng kháng hỏa. Thì mình chọn là mình hôm lúc trước mình có thì mình chọn cái bên trái là hai dòng nội công chính xác với né. Thì cái đó là cái thuộc tính cơ bản. Nếu mà mở được 3-4 dòng công mà bạo thì ngon. Cái thứ hai đó là cái thuộc tính của nó. Bạn nhìn những cái dòng màu tím ở dưới nè, thì mình đã up lên là 4 cái nội công, 1 cái chính xác. Thì cái đó gọi là nhất động linh tê. Nhất động linh tê. Mình mở cái hai đi, nhất động linh tê. Có nghĩa là cái thứ hai này là mình ấy toàn bạo hết rồi nè. Tức là những cái dòng đây khi nó có thể thay đổi á, bạn nhắc động lên T là nó sẽ thay đổi. Thì mình sẽ ra cái giá trị mà mình muốn chọn. Như mình là mình chọn bào hết. Mở cái đan tâm lên này. Ví dụ cái dòng này là mình đang tẩy được mới có hai cái lôi công này. Rồi tương lai mình sẽ tẩy những cái dòng này lên lôi công hết luôn. Tức là bạn cứ kiếm cái niềm châu nè. Mình sẽ có cái này thì mình sẽ nhắc động lên T để mình tải cái dòng. Và dòng thì nó ra hên xui. Mình sẽ tải tới chừng nào nó ra cái dòng mình muốn thôi. Giống như mình tải ra được lôi công nè. Và cái giá trị của cái lôi công đây nè. Bạn nhìn bên tay phải nó là giá trị lớn nhất là 1020. Có nghĩa là mình nếu mà có nhiều cái niềm châu này thì mình sẽ cố gắng mình tẩy nó lên cho nó cao nhất luôn. Thì sau khi nó cao nhất rồi mình bắt đầu mới tinh tiến cái linh tê lên. Tức là giống như là nâng level của linh tê á. Thì giờ mình sẽ nâng thử ha, cái linh tê hiệp cốt mình đang level 26 đây nè. Thì bạn mở cái quay linh tê ngẫu nhiên nè, mở nè. Có linh tê tinh tiến, chọn nhanh. Thì cái bên này là nó lên 26 lên 27 cấp nè. Thì cái thanh trinh nghiệm của nó có 2300 điểm á. Thì mình cứ up lên mấy cái tím này dở quá thì mình up luôn. Chưa lên được cấp. Phải mở tiếp. Mở lên tê. Chọn cái hiệp cốt tinh tiến, chọn nhanh đó, thì nó lên một cấp thì nó lên lực chiến à. Là lên được 27 cấp rồi đó. Tăng cái này nó mất thời gian, người ta không cho mở lần được có 100 mấy 200 cái linh thề tinh tiến. Và một điều các bạn lưu ý đó, có nghĩa là mình để cái linh tê ở dòng level 1 á. Như mình là mình đang muốn tẩy cái đan tâm này. Thì mình tẩy chưa ra dòng, mới chỉ có hai dòng lôi công thôi. Thì các bạn cứ để nó level 1 để mình tẩy hết các dòng cho nó đúng ý của mình á. Xong mình mới bắt đầu tinh tiến nó lên. Chứ còn tinh tiến nó lên level cao thì tẩy nó khó ra lắm. Thì trên đó tất cả là những khi mình chia sẻ về cái hoạt động linh tê. Các bạn nào có thắc mắc thì cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.